Đây ta 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 tôm sốt bơ tỏi Ăn nổi cái tiếng của quán Châu đậu Sơn nữa Đà Nẵng. ăn đậu nha. Mà lột con hơi tiêu ăn. Cái này chấm với bánh mì là hết nước chấm nha. Thơm to nhỉ. Cái phần này bao nhiêu vậy à? Ký 700 mình đó, con này Không, cái dĩa này là bao nhiêu vậy? Hồi nãy em 1 kg 350 á. này 350 á hả? Được mấy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chắc khoảng 9, 10 con á. Rồi, bây giờ, rồi thì phạm đi. Đó. Biết cái mùi vị gì mà nghe. Dân Đà Nẵng nói quán này rất là ngon nha. Châu Sơn nha, Châu Sơn có hai hai cái mà. Bên kia một cách khác. Ừ, nên là phải biết Nghe đúng nói là cái Châu Sơn bên kia là anh chị em gì? Thì đó họ hàng một đó. đối diện có một cái, nhưng mà cái nào Châu Sơn mà nằm bên tay trái á, đúng hơn. Châu Sơn này là người ta trái mới đúng. Châu Sơn mà có những Châu cái Sơn hạt em bán đúng rồi bán mẹ hải ơi. sản á, đúng không? Không, Châu Sơn bên tay trái mới đúng. Châu Sơn ngay cân gốc là không phải. Là Châu mẹ Sơn mấy sâu sâu mới đúng. Nhưng mà rồi nhà đằng mình ngay cái không phải. cua là không phải, là Châu Sơn fake đấy nha. Số mấy nhà, số mấy Châu Sơn vậy, cái đường gì vậy em? Không là đi vô nãy thứ hai á. Nãy thứ hai hả? Lột ra con tôm vậy chấm đi bạn, chấm cái số chấm bánh mì ăn luôn đi bạn, Thôi ăn tỉ luôn vào á. ăn luôn đi đó, rồi cho cảm giác là tươi không tươi chứ, như có người lột cho mình ăn sung sướng. Số hưởng. Cũng thân lột cho thị sản ăn là tươi. Ngon lắm bạn ơi. Ngon lắm. Mời cả nhà mâm mâm. Rồi rồi rồi.